Đây là thời điểm lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, tức PC07 Công an thành phố Hồ Chí Minh, phối hợp cùng lực lượng chức năng huyện Cần Giờ tìm thấy thi thể thuyền viên mất tích trong vụ tai nạn chìm tàu xảy ra trên địa bàn. Hiện danh tính nạn nhân chưa được lực lượng chức năng công bố. Theo thông tin từ PC07, khoảng 0 giờ ngày 22 tháng 3 năm 2023, tàu đánh cá của một ngư dân 38 tuổi ở huyện Cần Giờ đang trên đường từ ngoài khơi biển Cần Giờ quay vào bờ. Khi còn cách bờ khoảng 10 hải lý thì gặp nạn và chìm dần. Thời điểm này, trên tàu đang chở 7 thuyền viên. Vụ việc được một tàu cá gần đó phát hiện, đến vớt được 6 người, người còn lại mất tích. Nhận tin báo, Trung tá Nguyễn Chí Thành, Phó đội trưởng đội công tác phòng cháy chữa cháy cùng 10 chiến sĩ đến hiện trường cứu hộ. Sau đó, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể thuyền viên mất tích và đưa vào bờ, bàn giao cho gia đình. Nhận định ban đầu có thể tàu cá va vào cọc đóng đáy do cư dân cắm dưới biển, không có vật cảnh báo.